Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến của Lê Minh, từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu của thành phố Mỹ Tho thân yêu của mình, nơi mà căn nhà mình đã tạo dựng nên được một cái nơi để mình có thể về với quê hương và sinh sống. Hôm nay mình like đề tài mà mình lướt Facebook, mình thấy tin tức rồi mình thấy có những tờ báo nó họ viết một cách rất là ảo tả, họ đưa lên mạng. Khi mình vào mình thấy bà con họ xem cái đề tài câu chuyện mà họ họ chửi chế độ, mà mình thấy mình còn nóng lạnh. Một cái câu chuyện như thế này để anh chị mình chia sẻ với anh chị các bạn nhé. Không mất rồi, các bạn thấy họ họ đưa lên mạng, họ bảo rằng là giá nhà trung bình ở Việt Nam gấp 24 lần thu nhập hộ gia đình. Đấy, họ đưa ra một cái câu chuyện như vậy, rồi họ viết rất là dài. Mình cũng có xem cái tờ báo đó, mình đọc cái nội dung thì họ so sánh với lại những quốc gia như là Singapore, Philippines và những Malaysia, Indonesia, những cái quốc gia lân cận ở cái vùng châu Á. Thì các bạn thấy, khi tôi đọc tôi thấy tôi thấy rất là bất bình về những cái người mà họ làm báo, họ viết, họ vô trách nhiệm một cách kinh khủng, khiến cho những cái dư luận đó họ hiểu sai về cái sự phát triển của đất nước và cái tình trạng mà bất động sản của Việt Nam, mà khi người dân họ họ làm chủ như thế nào. Các bạn thấy ở những cái quốc gia phát triển như Mỹ đó, nó nắm, nó quản lý cái dân sự rất là chặt chẽ, cho nên những cái tầng lớp lao động mà gọi là trung lưu đó, tụi bất động sản của Mỹ đó, các bạn biết nó nắm rõ những cái mức thu nhập của từng cá nhân, và những người mà tầng lớp trung lưu đó họ họ sống và họ làm việc đó, họ có một cái mức lương, họ có cái mức lương được định giá ổn định theo cái mức sống của họ và theo cái thị trường. Khi mà họ muốn mua nhà đó thì họ phải nộp đơn, họ xin qua cái bộ bên cái tụi mà tài chánh ngân hàng, những cái trung tâm về tài chánh rồi đó, nó xét duyệt. Và các bạn biết khi nó xét duyệt như vậy đó thì nó lục những cái hồ sơ của những cái người mà dân lao động á, phổ thông, dân lao động mà thành phần trung lưu nha đó, họ nó xét duyệt về lương bổng nè, khả năng là nợ nần, là tiền bạc làm thu nhập thế nào, và gia đình nhân thân đồ này kia, nó chia ra, nó tính toán coi cái những cái tầng lớp chứ cái người đó có đủ khả năng để mà vay nợ không. Mà phần nhiều á, khi mà tầng lớp mà trung lưu bên Mỹ, các bạn biết họ đi làm gì đó, thì những cái giới mà bên mà ngành bất động sản á, cái nhóm mà tài phiệt của tụi nó điều khiển đây, nó sẽ để ý, nó theo dõi, nó thấy cái người này có khả năng đi làm với cái đồng lương và cuộc sống như vậy, thì họ họ sẽ mua được, họ sẽ cho vay để đặng mua những cái nhà đặng trả góp. Nhưng mà còn ở Việt Nam mình, các bạn thấy đó, nó hoàn toàn khác nhau rất là nhiều. Ở Việt Nam của mình nó khác rất là nhiều về cái tình trạng môi trường sống. Nó khác nhau rất là nhiều anh chị các bạn. Cái tình trạng môi trường sống và cái cách làm việc của người dân mình như nữa. Thì theo thống kê của bất động sản của tụi mà tập đoàn bất động sản Mỹ, nó có cái tên là Gallagher mà ở tại bang Kentucky, thì nó nhận định rằng Việt Nam mình đó là đứng hàng thứ ba người dân về vấn đề làm chủ bất động sản, làm chủ về nhà cửa đó. Còn ở bên Mỹ chỉ có 60% mà. Các bạn thấy nó chênh lệch nhau rất là nhiều về cái môi trường và cái cuộc sống. Đấy. Những cái người dân của mình tại họ làm á, họ tự cung tự cầu và tự cấp, và đất đai ở Việt Nam á, cái môi trường bất động sản nó khác một trời một vực. Mà khi so sánh thì người dân Việt Nam họ không hiểu, cho rằng là nhà cửa Việt Nam gấp 24 lần so với những cái quốc gia phát triển, họ đã phát triển
thì đó là một cái sự rất là sai 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 lệch, nó không đúng. Khi mà những cái người dân mà lao động phổ thông họ họ xem được những bài báo gì họ bức xúc, họ chửi cơ chế tại sao mà không lo cho dân để dân khổ sở không có được những cái ngôi nhà. Mà các bạn thấy những cái ngôi nhà mà họ thống kê đó, đó là những cái tòa nhà sang trọng, những cái khu chung cư mà những cái người mà dân lao động ở Việt Nam, tầng lớp trung lưu của mình rất là ít. Mình chưa có cái tầng lớp trung lưu, mình chỉ có tầng lớp lao động phổ thông bình dân thôi. Đấy, và những cái tầng lớp này họ họ sống theo cái mô hình gọi là tự cung tự cầu và tự cấp. Khi gia đình cha mẹ hay là người thân hay là anh em cho họ miếng đất, hay là họ họ dành dụm được, họ kiếm tiền họ mua được một miếng đất rẻ thôi, rồi họ dựng nhà cấp 4 lên họ ở. Các bạn thấy họ ở vậy là họ mưu sinh và sinh sống. Còn khi mà một cái tờ báo nó viết, nó thống kê ở Việt Nam như vậy, thì các bạn nghĩ đi, những cái tòa nhà chung cư họ đã xây lên, những cái khu dân đó nó đưa vào quy hoạch trong cái dân sự, nó có trường học, y tế, nó có chợ búa, nó có đủ thứ những cái phục vụ trong đó, là nó phục vụ những cái tầng lớp về trung lưu, những người mà lao động mà họ nằm ở lĩnh vực hành chánh. Các bạn thấy mức lương của họ đã ổn định rồi, họ chẳng mua được. Các bạn thấy nếu mà hai vợ chồng mà trẻ mà mới ra trường đi làm, có việc làm mà đồng lương ổn định, và cuộc sống của họ ở những thành phố đô thị lớn, các bạn thấy họ làm cho ngân hàng hay là họ làm công chức, họ vẫn mua được chung cư chứ không phải là không. Để đặng mà họ họ có cái nơi ở, để đặng mà họ sinh hoạt cuộc sống của họ. Mà khi một tờ báo viết như vậy, các bạn thấy họ nhận định lệch lạc về vấn đề mà làm chủ bất động sản ở tại Việt Nam, mà người giờ gấp đắt gấp 24 lần mà người dân Việt Nam mình mua không nổi. Nó so sánh như vậy. Mà trong khi đó những cái tờ báo của Mỹ về vấn đề mà bất động sản, những cái nhà bất động sản chuyên gia họ đánh giá là ở Việt Nam mình có tới 90% người dân làm chủ nhà, làm chủ bất động sản, là những cái ngôi nhà của họ dù là nhà cấp 4 hay bất cứ nhà sập xệ hay thế nào, là cái cơ ngơi, cái nơi để họ ở, nơi họ che nắng che mưa và họ sống cuộc sống của họ. Các bạn thấy tới 90% so ra những cái quốc gia phát triển như Mỹ, Mỹ chỉ có 60% thôi. Các bạn thấy như vậy cái sự chênh lệch nhau rất là nhiều. Sự thật thì ngay cả hiện nay các bạn thấy ở bên Mỹ, những cái đứa trẻ mà đi ra bây giờ nó mua nhà không nổi chứ không, rất là khó, nó tốn kém vật chất, vật giá rồi những cái lạm phát gia tăng rất là tất tần tật. Đó là lý do tại sao người Mỹ họ chỉ có 60% mà họ làm chủ nhà. Và bên ở bên Mỹ các bạn biết về vấn đề chung cư, nhà trọ đó, Việt Nam gọi là nhà trọ đó, nó cho thuê rất là nhiều, nó cho thuê khủng khiếp lắm. Tại vì họ không có đủ khả năng để rằng mà được cái cơ quan tài chánh cho họ vay ngân hàng để họ trả nợ, để họ mua nhà cửa. Còn Việt Nam mình vấn đề mua nhà cửa, những cái chung cư căn hộ rồi thì nó nằm ở tầng lớp mà trung lưu, mà những người mà như tôi đã nói họ có những cái mức lương ổn định khi ở những cái đô thị lớn thôi. Còn ở những cái đô thị nhỏ như ở thành phố Mỹ Tho này, tôi biết những cái đô thị nhỏ như nó cũng có những cái khu mà gọi là nhà căn hộ nó bán 1 tỷ, mà lúc mà nó mới xây tôi thấy 800-900 triệu. Những cái tầng lớp mà họ gọi là họ cần cái nơi để họ ở, để là họ đi làm việc đó, cũng không đến nỗi khó. Mà một cái tờ báo Việt Nam viết mà bảo rằng nhà Việt Nam đắt tới 24 lần so với những cái quốc gia lân cận ở trong khu vực, và người dân Việt Nam họ không có đủ khả năng để họ mua nhà cửa, gây ra một cái làn sóng bức bức xúc. Thì chính vì vậy mà tôi xem, tôi thấy, cho nên tôi like để tôi chia sẻ với lại quý ông bà anh chị các bạn, để chúng ta nhìn thấy, chúng ta hiểu rõ hơn về cái môi trường sống ở Việt Nam. Những cái tờ báo khi họ viết Việt Nam hiện nay, vấn đề mà truyền thông báo chí, tôi nói thật sự mà nói, nó rất là loạn, nó loạn dã man. Mạnh ai nấy viết, mạnh ai nấy câu view câu like, rồi nào là TikTok YouTuber rồi, chèn đất ơi, chuyện gì cũng đưa lên, nhiều khi nó bài vẽ ra lắm chuyện,
để rằng mà câu view câu like kiếm được đi kiếm tiền rồi lừa gạt nhau, nó khủng khiếp. Các bạn biết ở những cái quốc gia phát triển như Mỹ nó có một cái hệ thống nó điều khiển dân sự nó rất là chặt chẽ, chứ không phải Việt Nam. Tôi thấy Việt Nam truyền thông báo chí thì tôi thấy hỡi ơi, mạnh ai nấy biết, mạnh ai nấy viết, mạnh ai nấy đăng, mạnh ai nấy nấy làm kênh, rồi rồi nhiều người, ngay cả những người mà nhà báo họ vô ý thức họ họ viết những cái bài báo với mục đích chỉ là làm sao mà câu view câu like cho cái trang mạng của họ, cái trang báo của họ, rất là tiếc, nó nguy hiểm lắm anh chị bạn. Các bạn biết có những cái quốc gia hiện nay nó bị xáo trộn về vấn đề chính trị cũng do vấn đề truyền thông mà ra. Truyền thông là một cái phương tiện đối với cái tụi mà chủ nghĩa tư bản, đó là một cái phương tiện gọi là những cái phát đạn bắn ra nó còn mạnh mãnh liệt hơn là đạn thật ngoài đời hay là nguyên tử nữa, chứ không phải là giỡn đâu. Nó giết con người dần mòn thê thảm kinh khủng lắm. Đó là lý do tại sao các bạn thấy tụi, nhất là tụi Mỹ, nó tuyên truyền bây giờ nó dùng những cái truyền thông đấy. Do những cái quốc gia họ không có cái hệ thống pháp luật nó chế tài một cách triệt để, và người ta lợi dụng những cái sơ hở đó, bắt đầu họ live stream, mở kênh rồi nói chèn ra thôi đủ thứ chuyện mà trên trời dưới đất, rồi tạo ra những cái mâu thuẫn trong xã hội rất là kinh khiếp. Bởi vì giờ lên mạng mà không cẩn thận rất là nguy hiểm, nó làm ảnh hưởng tới đời sống sinh hoạt gia đình và cuộc sống hàng ngày. Những người mà họ đâm đầu vào trong vấn đề mà không gian mạng, các bạn thấy nó đưa đến rất là nhiều những cái hệ lụy. Khi mà tôi xem những cái tờ báo, nhưng mà như Việt Nam gọi là tờ báo chính thống mới 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 mới, mới ghê chứ, mà chính thống đâu không thấy, mà thấy toàn là những cái truyền thông, ngay cả trên những cái mạng Facebook cũng vậy. Vừa rồi các bạn thấy trong cái câu lạc bộ nào của một cái giới sinh viên đại học ở Hà Nội, mà khi mà viết lên một cái hình ảnh về những câu chuyện về lịch sử của đảo Gạc Ma, mà những anh hùng đã hy sinh đổ máu ra để bảo vệ mảnh đất quê hương mà cha ông đã để lại, các bạn thấy khi mà họ viết ra những cái biểu tượng, những cái hình ảnh, họ dùng những cái hình ảnh rất là lệch lạc, cái hình ảnh của những cái người, của người gọi là chế độ cũ, các bạn thấy không? Mà những cái này là giới sinh viên đại học nha, câu lạc bộ như vậy mà đưa lên lên mạng, đưa lên truyền thông, đăng ầm ầm vào, tới chừng bị cộng đồng mạng, những người mà người ta yêu nước chân chính, người ta nhìn, người ta thấy, người ta vạch mặt ra, rồi bắt đầu nói xin lỗi. Đối với tôi xin lỗi chưa đủ, cần phải quỳ xuống thắp ba nén hương mà tạ tội với vong hồn của những người họ đã đổ máu hy sinh nằm xuống. Tôi nói cho chị các bạn biết, những cái nhóm mà biết những cái mà hình ảnh như vậy đưa lên mạng, các bạn biết đó là những cái cơ hội cho những cái thế lực xuyên tạc chống phá đất nước, nó dùng những cái điều đó để đặng mà nó nhồi nhét vào trong trong những cái người mà có những cái suy nghĩ lệch lạc như vậy, vô cùng nguy hiểm. Bởi vì các bạn thấy ông mình đeo là thì phải, ổng khi ổng nói về vấn đề mà văn hóa, các bạn thấy ngày nay những cái quốc gia như Mỹ hay phương Tây nó dùng những cái văn hóa để đặng mà nó làm xói mòn, nó giết hại một cái quốc gia bằng những cái, bằng cái truyền thông, những cái văn hóa của tụi mà những cái tụi mà tư bản nó lòn lách vào đấy, một ngày một chút, nó mai một chút một chút đấy. Cho nên tôi nói thế hệ của tôi và các bạn, anh em chúng ta ngày hôm nay mình còn nghĩ đến quê hương đất nước, chúng ta chia sẻ để đặng mà bảo vệ cái sự bình yên của đất nước, mà biết bao xương máu của cha anh đã nằm xuống,
Còn tôi nói thế hệ sau thì không biết như thế nào, rất là buồn khi nhìn một cái nhóm trẻ mà của một cái câu lạc bộ tại Hà Nội trường đại học mà có những cái tư duy như vậy, thì các bạn thấy đau lòng. Đó, nhìn về đất nước Trung Quốc các bạn thấy người ta tồn tại đến hôm nay như thế nào. À, người dân của người ta được giáo dục bởi một cái tinh thần dân tộc, họ họ đi khắp năm châu bốn biển, các bạn đi khắp thế giới chỗ nào cũng có phố phường, những cái khu đô thị của người 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 Trung Quốc, họ luôn luôn giữ bản sắc văn hóa dân tộc truyền thống ngàn đời của họ. Mà những cái quốc gia lân cận các bạn thấy không không làm xói mòn được cái văn hóa của họ, không những họ còn đem cái văn hóa của họ tới những cái quốc gia khác, làm cho những quốc gia khác người ta phải cúi đầu và hâm mộ. Còn Việt Nam mình như thế nào? Đi ra nước ngoài rồi thì bắt đầu ngoại lai, còn ở trong nước thì bắt đầu hướng xính ngoại, ở núi này thì trong núi kia. Kia là tàu qua Mỹ, tìm cách vượt biên qua Mỹ. Bây giờ có cái phong trào gọi là kéo nhau vượt biên qua biên giới Mỹ đó, bắt đầu tụi tụi chống cộng ở ngoài bắt đầu ứng dụng đó đó, nó bắt đầu đất nước thế này thế nọ. Tại vì cái cuộc sống chính ngoại của người ta, các bạn thấy họ nghĩ đến đồng đô la, đồng tiền, mà khi vô được Mỹ rồi sao, sống như thế nào. À, cái đó mới là quan trọng, và cái thực tế của xã hội Mỹ hôm nay nó như thế nào nữa, đâu phải giỡn đâu. Các bạn thấy ngay cả thằng Đàm Vĩnh Hưng nó có tiền tiền gọi là nó làm tiền tỷ ra trong những cái show của nó, mà khi nó đến Mỹ nó mơ ước nó tiền nó để đặng mà nó có được một cái quốc tịch, ngay cả nó quay về nó còn chửi Đảng Cộng sản Việt Nam, các bạn thấy trên mạng đó, để đặng mà nó lấy được cái quốc tịch Mỹ, nó qua đó nó đi theo mấy cái tụi nhà báo phỏng vấn, các bạn thấy người ta quay lại nó chửi cả, nó kêu cộng sản là cái thằng này cái thằng nọ, đảng cộng sản này thằng đảng cộng sản nọ, để đặng mà nó được cái quốc tịch Mỹ, để đặng mà nó mua được cái nhà, nó mua được cái xe. À, lúc nó mua được cái nhà cái xe nó mừng quýnh đít lên, các bạn thấy rồi nó bắt đầu nó quên cả tiếng Việt nữa, bà nội cha đó. Các bạn thấy không? Nhưng mà khi 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 mà đối đầu với cái sự sự thật của cuộc sống Mỹ nào, vừa rồi các bạn thấy đi vô bệnh viện tiền viện phí nếu mà nằm trị ở Mỹ gần gần hơn 840.000 đô la, sợ quá phải lồm cồm. À, sợ mà nghe nó nói mà sợ, nó sợ muốn xỉu luôn, có thằng nghe sợ muốn xỉu luôn, cho nên phải lo mò bò về Việt Nam đấy. Tôi nói các bạn, nhiều người Việt Nam mình ở bên Mỹ bây giờ cũng vất vả trăm bề, làm cuộc sống tất tần tật, mưu sinh cơm áo gạo tiền, nó chỉ có cái gì là hai chữ Việt kiều thôi, và xách được cái đồng đô la mà cần kiệm về với quê hương Việt Nam thì nó mạnh thôi. À, nó có thôi. Ở Việt Nam một đồng bây giờ đi ra kia ăn một tô cháo bát phở bình dân giản dị 25.000, có chỗ 20.000. Còn bên Mỹ ấy, ăn tô phở, tô cháo, ổ bánh mì, các bạn bộ tô phở bên Mỹ vừa rồi tôi ăn là từ 10 18 19 đô cho tới 25 đô. Các bạn thấy không? Kinh khủng, cái gì nó cũng đắt đỏ, nhà cửa và cuộc sống. Đó là lý do tại sao những cái người mà họ sống ở Mỹ, khi mà họ bế tắc cuộc sống của họ, họ lâm vào đường cùng và họ vướng vào trong lao lý, tù đày, nghiện ngập, và họ không có nơi cư trú, trở thành những người vô gia cư, bởi vì cái cuộc sống họ hoàn lương không được và nó bế tắc, nó không có cái sự một cái phương hướng nào để giúp họ đứng đứng dậy dậy trên cái đôi chân của họ. Còn Việt Nam các bạn thấy những cái người nghèo ở Việt Nam, người ta sống rất là giản dị. Mình nói người ta nghèo, tôi nói thật mà nói, so ra Mỹ những người nghèo Việt Nam họ còn sống đẳng cấp hơn nhiều những cái dân mà gọi là vô gia cư. Mà trong khi đó ở Mỹ các bạn thấy dân Mỹ họ đóng thế như nào, họ đóng bạc mạng, đóng không từ cái thứ gì hết.
đóng cái gì, đóng thuế mà còn lệ phí nữa, phí chồng phí, thuế chồng thuế, không đóng thử xem. À, mua được cái nhà, các bạn thấy ngay cả vừa rồi tôi xem một cái bài báo mà Quang Lê chia sẻ về những cái người mà Việt kiều ở trong nước thì sống, những cái tay mà đại gia rồi, những cái trong nước thì sống kiếm được rất là nhiều tiền, ham hố qua Mỹ mua nhà triệu đô này triệu đô nọ, biệt thự xe sang rồi, mà các bạn hãy tính ra mỗi một năm trả tiền thuế đất đai nhiêu, mười mấy 20 ngàn, là 20-30 ngàn, nói không mà trả tiền thuế nhà đất là thấy hỡi ơi. Mà nếu không có cái đồng tiền ra vô để đặng mà trả những cái tiền thuế đó, chưa nói bảo hiểm nữa nha, thì các bạn thấy chính phủ nó sẽ thực thụ, chứ không phải Việt Nam. Việt Nam tôi thấy những cái người dân nghèo, tôi gọi là dân nghèo đó, họ sống họ có những cái ngôi nhà cấp 4 lịch sự đó, rồi họ tự mưu sinh, họ có thể đi bán vé số, họ có thể đi bán bưng, đi làm thuê làm mướn, họ vẫn sống, nhà họ vẫn có, họ cũng về, họ có cái chỗ ở. Còn những một số những người mà gọi là vô gia cư Việt Nam, vì hoàn cảnh của họ, họ đi từ thành phố này tỉnh này, ở quê nhà họ có đất đai, họ lên những cái khu vực khác, họ mưu sinh vào những cái đô thị như khu vực thành phố Hồ Chí Minh, những cái đô thị như Hà Nội, nó quá lớn, đời sống nó đắt đỏ, nó xô bồ, thì họ không có đủ khả năng để họ thuê, thì họ chọn cái cuộc sống gọi là vô gia cư, họ nương tựa vào những cái nơi nào đó họ có nương tựa được để họ đi làm, và họ kiếm được cái đồng tiền và họ gửi về cái quê nhà, ở ở cái địa phương quê nhà, họ giúp con cái gia đình. Và đó là các bạn thấy có những câu chuyện rất là hay, có những người họ sống vô gia cư trong ống cống hay là bờ mương hay là một cái nơi nào họ che chắn được, họ ở họ sống để đặng mà họ họ đi làm kiếm tiền và họ mưu sinh, và họ gửi tiền về họ nuôi con cái họ thành bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ. Các bạn thấy nó khác một trời một vực. Còn ở Mỹ bế tắc cuộc đời, vô gia cư rồi bắt đầu vướng vướng vào lao lý nghiện ngập, cuộc sống coi như là xong, coi như cuộc đời không còn gì một cái tương lai ngày mai nữa. Đấy, cho nên vấn đề mà truyền thông báo chí Việt Nam hiện nay, tôi nói ông chính quyền Việt Nam mà không có củng cố lại cái hệ thống truyền thông Việt Nam, tôi nói các bạn biết liệu cái cơ chế này ở đời mình, đời tôi, đời các bạn nó còn tồn tại không, biết cái đời sau nó như thế nào. Hôm nay Bác Trọng còn còn mà gọi là tận tâm, khi bác còn cái sức khỏe để đặng mà tận tâm mà phục vụ cho quê, cho tổ quốc, không biết bác ra đi rồi ai sẽ nói. Cái khúc này tôi rất là cảm động. Các bạn biết những người mà người ta có tâm với lại quê hương, mình rất là cảm động. Tôi nói thật ạ, khi nói đến quê hương của bạn là mình vô cùng cảm động, mà có những kẻ lại vô ơn chỉ vì những cái bơ thừa sữa cặn, nó vô ơn các bạn, bấy bao nhiêu xương máu của những người đã nằm xuống để cho nó được học hành và sống, nhưng mà cứ nó ngồi đó nó than trách, bắt đầu nó kiếm được chút vốn, bắt đầu nó quay qua nó xuyên tạc, nó chống phá quê hương, rất là đau lòng đó các bạn. Thôi thì mình cũng con người của mình rất là dễ cảm xúc, cho nên mình dừng like đây. À, khi mình cảm xúc mình rất là khó nói chuyện các bạn, các bạn thông cảm. Thôi xin chào mà xin dừng like đây. Xin chào quý bà anh chị các bạn. Bye 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 bye.